Thưa quý vị, thì hôm nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là Út lợn, Út gà, chim sâu. Thì những con người này chắc là bà con cũng đã nghe rồi, tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều trong những cái câu chuyện trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tất cả những con người này đang lạm dụng trong hình ảnh của một đứa bị bệnh tâm thần, đó là chim sâu, để người ta kiếm ăn một cách bất chấp. Và qua suốt một khoảng thời gian, tôi đã chứng minh cho quý vị thấy là những cái mưu mô, những cái tiếu sáo của họ để lấy cái sự thương xót của một số bà con trên không gian mạng, để họ ăn mày trong cái hình ảnh của chim sâu. Từ cái việc mà dàn dựng hết cái chiêu trò này đến chiêu trò khác, thì đến bây giờ cái tập đoàn này nó cũng đã chung cũng chưa có một cái chi mà để gọi là lánh dịu hoàn toàn, nó vẫn là có những cái là cái hoạt động trá hình. Đến bây giờ bà con thấy rồi, chim sâu nó rời đi từ cái nhà của Út gà và nó xuống tại Vĩnh Long với hai bàn tay trắng, và bây giờ cũng có khả năng mà nó xây dựng tại cái đất Vĩnh Long đó. Bây giờ cái vật chất của nó bà con cộng đồng mạng cũng chia sẻ rất nhiều, nhưng có khả năng nó cũng ra đi với hai bàn tay trắng thờ, nó không có một cái chi mà nó giữ lại cho bản thân. Những cái nó có được đến thời điểm bây giờ, đấy là một trong những cái sự giả dối của những con người bên kia, mà để mà dành cho chim sâu. Ở trong suốt khoảng thời gian vừa qua, chắc là bà con nào theo dõi sự việc này cùng tôi đó, cũng đã chia sẻ rất nhiều cái vấn đề. Một cái sự mà chúng ta cảm thấy là nó vô cùng bất nhân cho những con người mà họ lợi dụng trong hình ảnh chim sâu, lợi dụng một đứa tâm thần rồi họ kiếm ăn một cách bất chấp. Và những ngày gần đây chúng ta cũng đã thấy rồi, họ cũng lên để mà có những cái chiêu trò để mà chờ cái cơ hội mà giai đoạn cuối năm đó quý vị. Đây, rồi họ lên bắt đầu là người này cũng là hô vang hết tiền, người kia cũng hô vang hết tiền, nhưng cái mà chúng ta nhìn nhận lại, họ không có đem lại một cái giá trị cho cuộc sống này cả. Họ lợi dụng tình thương của người này người nọ kia để họ kiếm ăn một cách mà dơ giấy. Trong đó có bà Út gà đấy, thì những ngày vừa qua tôi nói bà này cũng nhiều rồi, tôi nói riêng quan tôi nói bà Út gà là tôi nói rất nhiều, từ ngày xưa cho tới bây giờ. Một trong những con người đó mà không có biết một cái chi gọi là cái liêm sỉ, cứ lợi dụng con người ta ăn cho đã rồi mà lại không có một trách nhiệm gì, cứ lúc nào cũng bảo rằng con của bà đó là nó không ăn uống gì của chim sâu, bản thân bà cũng chẳng ăn uống gì chim sâu. Nhưng mà những cái gì bà có được đến thời điểm bây giờ đó là của chim sâu mang lại. Tất cả khoảng thời gian vừa qua ai mà theo dõi sự việc này cũng cảm thấy bức xúc. Nhà cửa người ta cho là cho chim sâu, nhưng cuối cùng sao quý bà con, họ cũng đang kể như là giành giật, họ cướp đi những cái gì mà thuộc của chim sâu đã có được. Và hôm nay có những cái chiêu trò của cái bà Út Út gà này, tôi nói thật sự với con đây là đúng là ăn mày của đồ Tây Bắc. Kỳ này con dâu Bà con đợi xíu nghe, khen bà vợ chồng. đây cái giao diện nó hơi khác khác xíu, bà con hết sức thông cảm nhé. Cái màn hình tôi quay đứng lại, chứ không có còn nguyên ngang. Sao mà nghe kỳ lấy cái đó thấy giùm chị nhà mẫu quê ơi, nhà mẫu quê ơi. Kỳ này con dâu khen bà vợ chồng chồng gái nó lại cực không á, lại quá. Nghe tiếng cười không thấy dị ứng đâu quý vị, nói thật nghe tiếng cười của bà không tôi thấy dị ứng rồi đó. Ê, con người chi đâu nó thật sự bây giờ đó đã lên đi ăn mày không gian mạng rồi, mà còn lên có những cái kết hợp bá thành như tới bây giờ đó, lên rồi kể như là đi làm đẹp cũng quay, rồi không tiền không bạc cũng quay, rồi ăn cơm cũng quay, cái gì cũng quay. Mà bà con để ý có một điểm chung là quay cái nào lên bà cũng than hết tiền, bất kỳ cái chi quay lên bà cũng than hết tiền. Bà sống vì tiền mà, bây giờ mà nếu mà thật sự ra mà bà không than hết tiền thì mạnh thì quân nào mà cho ăn mày. Mà tôi nói với bà con, ăn mày mà đòi số gấp, đây là một trong những cái hiện tượng mà cái như là nó xảy ra trên không gian mạng, mà cái như liên quan đến nhân vật bà Út gà này, mãi mãi bản chất vẫn là bản chất không thay đổi. Cứ lên đó rồi rên, lên rồi than, rồi YouTube thì quay, bà thì cũng tăng cường là cái như là cũng có những cái chiêu trò cũng giống như những ngày trước, cực kỳ xấu hổ. Tôi nói thật,
Nguyên cả một gia đình đấy, không ai làm công lên việc xuống cả, ai cũng là cũng lao vô đây để mà kiếm ăn, mà thông qua hình ảnh trên sau hết. Chắc có ai đâu mà tôi hỏi quý con, trong suốt khoảng thời gian qua những con người này, bà con thấy bản thân họ có làm công lên việc xuống gì không? Tất cả là không, nhưng mà vẫn đòi được làm thích làm đẹp, đòi được ăn ngon, đòi được mặc đẹp, tất cả mọi cái tiền từ đâu? Tiền của cộng đồng, tiền của mạnh thường quân đó. Chứ đâu phải tiền của họ. Họ có làm chi mà ra đồng xu các bạc nào quý bà con. Sống là sống nhờ vào tình thương của người khác, mà lên lúc nào cũng thể hiện thế này thế nọ thế kia đó, cái bản chất mãi mãi là không bao giờ thay đổi. Có ấy không? Uống được quán ngoài nè, tính không có uống tính là chết không à. Đấy là không hay không có bung tại Út, tại vì Út cũng như uống cho nó ấy vậy thôi, giận vậy thôi, chứ không có uống cho nó phùng nha, già lớn rồi. Người ta đó đang làm đầu tắt mặt tối, không có thời gian nghỉ ngơi. Người ta làm cả quanh năm suốt tháng, không có một cái khoản dư, không có một khoản tích lũy. Mà cái bà này bà ăn không rồi bà ngồi rồi đó, bà con thấy cuối năm rồi bà cũng tổng kết lại, có một căn nhà, có tất cả các vật dụng đầy đủ, tiền bạc thì cái như là vô tư. Rồi người ta vẫn còn đi lao động mờ mắt ra, bà còn tính câu chuyện là bây giờ cái như là ăn uống thế nào, Tết ăn món chay, rồi bây giờ đi làm đẹp ra sao. Tất cả tôi nói quý bà con, sao đâu mà tôi thấy nhìn nó ghê gớm quá, nhìn thấy ghê gớm thật. Mà phải nói một câu, phải phải sợ những con người này, sợ thiệt đó quý vị. Tao đã đi ăn mày trên không gian mạng mà cũng phải nên khép khép cái mồm lại chút chứ, đi ăn mày trên không gian mạng rồi mà bây giờ đó lên còn tự hào dữ không? Một trong những con người mà bây giờ tôi nói quý bà con là không còn thuốc chữa, mà nói đi nói lại nó rất nhiều. Tôi là một trong những người mà cái tôi đi theo theo dõi câu chuyện này cũng là quá nhiều rồi, nhưng mà nói thật sự tôi nói cũng quá trời quá đất, mà những con người này cái chứng nào tật nấy. Mình càng nói là họ càng làm khá nữa, cho nên cái vấn đề này tôi cũng mong rằng tất cả cộng đồng mạng đó, những bà con mà đang mà cái như là theo dõi những nhân vật này đó, cũng nên mà chia sẻ để mà có một cái sự lan tỏa, để mạnh thường quân họ còn biết đường chứ. Chứ còn thấy YouTube quay lên là họ cứ họ bung tiền, họ đâu có biết là họ đang cổ xí cho một số thành phần mà cặn bã xã hội ở đâu, đúng không? Họ cứ họ biết họ đưa tiền ra đấy, rồi họ nghĩ là họ làm cái việc phước đức lắm, nhưng cuối cùng là đưa tiền ra là để tiếp tay cho một số cái thành phần này, nó kiếm ăn một cách cực kỳ dơ dãy, toàn là lợi dụng tình thương của người ta để kiếm ăn thôi. Vậy mà cuối năm rồi nó thật sự thôi, ta cũng bất bất ta khép miệng ở đây, lên còn khoe, lên còn thích cái như thể hiện, lên còn cái như là thế này thế kia. Mẹ chồng mà làm đẹp, bữa nay làm đẹp về có làm móng không? Không. Làm đẹp xong rồi chuẩn Ôi, bị gì mà xấu gì vậy nói? Nghe nói là con thôi, dâu thôi với trai chuẩn bị về nha cả nhà, cho nên là Út làm đẹp thôi phải chuẩn bị. Rồi có chuẩn bị đồ ăn tới là bánh mứt gì chưa? chưa đâu thì vậy đó. Thì tính bữa ấy thì cũng đi mua chút lỉnh mình cúng ông bà nữa. Còn đồ trên bàn thờ đó là cũng làm mua đó. Có hôm lòng có lãnh tiền mới tấm đó, rồi nó mua đem về đó. Tự hào ghê không quý vị. Đẻ ra một thằng con trai năm thở mười thì đó, nó mới là lấy tiền YouTube nó mua về những cái mà để đặt trên cái bàn thờ ông bà tổ tiên. Ở vậy mà tự hào khủng khiếp ha. Cả một cái mấy tháng trời nó xuống đất Vĩnh Long nó làm đâu được 60.000, bả lên bả cũng khoe. Bây giờ nó kiếm đâu được cái như 2 triệu mấy tiền YouTube cũng lên cộng đồng mạng khoe. Sao không khoe luôn, khoảng nãy anh mày nó kiếm cộng đồng mạng là mấy chục triệu đó, không khoe luôn đi. Nó lên cộng đồng mạng nó ăn mày đấy, rồi nó thật sự ra bà con thấy nó xuống đất Vĩnh Long 2 tháng trời đó, rồi nó kiếm cộng đồng mạng cũng là mấy chục triệu. Cái đấy là không khoe, lên khoe đấy chứ. Con của tôi đấy bây giờ cái việc chính của nó không phải là đi lao động, mà cái việc chính của nó là ăn mày đó, lên cộng đồng mạng để mà tạo một cái sự thương xót để cho cộng đồng mạng cái như là họ cho tiền vừa có mà ăn. Cái đấy là không khoe. Một cái thằng mà bây giờ 40 tuổi rồi, không có một công ăn việc làm, cứ là lêu lổng vậy, rồi sống giật sống dựa, sống chờ vào cái tình thương của người khác. Vậy mà bà tự hào dễ sợ không?
Tôi cũng ít có bà người mẹ như thế này chứ. Những người mẹ như bà này tôi nghĩ là cũng hiếm lắm quý vị. Dạng là bây giờ nó tuyệt chủng rồi. Chỉ còn một mình bà Út Gà này thôi. Chứ còn người mẹ nào cũng vậy, họ cũng muốn con của họ có một công ăn việc làm, cũng muốn con của mình có một cái công việc tử tế. Chứ không ai muốn con mình mà ăn mày đến không gian mạng hết năm này tháng nọ đâu. Vậy mà riêng chỗ bà Út Gà đó là bà rất tự hào. Con của bà là nó ăn mày lâu dài bền vững. Bây giờ đem về được mấy đồng bạc ra bà đầu bà khoe đấy. Khủng khiếp quá, thật sự quý vị, mấy con người này quá khủng khiếp. Hả? Ra mua luôn. Mới về chứ vừa gọi à, mới về. Mới về 2-3 ngày nay nè. 2-3 ngày nay gì nữa hả? À, nó về có mình đó anh em. Thì nghe nói là 2-3 ngày nay ở Long Xuyên rồi, sẵn ghé đây gì? Không biết. Không, nó ở nhà nó lên. Thì pin ở Long Xuyên á. Thì nó ở nhà nó lên đây nè. Kỳ này dâu khi mà chấm nước ở rồi trời. Có điện báo tin chưa? Báo tin vậy? Có tin dâu mày mẹ mới làm đẹp. Mày không bị mất cúc mày. Mày có làm móng hút không? Không. Bà con nhận xét nào với cái nụ cười của bà Út Gà quý vị? À, chứ tôi nghe tôi dị ứng quá trời luôn. Bà cười sao mà nghe nó thật sự nó giả trân thế nào đó. Nghe có một cái sự chi mà nói thật sự với bà con, mình nghe nó không lọt lỗ tai. Bà cười sao mà nghe nó có cái sự nó lưu manh, nó giả trân sao. Bản thân đã già cái đầu rồi đấy, mà thâu thà mình lấy đồng tiền mà mồ hôi nước mắt của mình đi làm đẹp làm đồ đấy, thì nói thật sự cũng nên quý bà con ha. Đó là tiền của mình. Còn đằng này đi làm đẹp đó là lấy tiền của ba tánh, lấy tiền của cộng đồng, lấy tiền của mạnh thường quân. Mà bà nghĩ rằng chắc bà tự hào dữ lắm à. Bà nghĩ rằng chắc là bây giờ đó à, cái nhiệm vụ của người ta cho bà ăn, cho bà mặc, phải cho bà tiền thêm làm đẹp nữa. Bà thể hiện một cái sự tự hào à, mà bà cười, bà vui sướng thiệt quý bà con à, bà vui sướng trong cái sự mà ăn mày của người khác. Tôi nói thật sự xã hội đây mà cái tôi nhìn đi nhìn lại rồi tôi thấy bà này là một trong những người đàn bà đầu tiên đó à, là anh kiểu là anh tranh vứt vỏ. Ai mà còn cho tiền bà đó à, thì bà còn có một cái sự gọi là quý trọng chút à. Còn ai đó, ai mà cho tiền bả mà nếu mà gặp hoạn nạn rồi đó à, thì chắc ăn rằng bả cũng chẳng có hỏi thăm một câu đâu. Và cái vấn đề này tôi nói rồi, ngày xưa đó quý bà con à, cái chị người bên Trung Quốc cũng là con nuôi con đồ đó à, rồi cuối cùng là cái như là à, người ta cho tiền bả sắm vàng sắm đồ tất cả mọi kiểu, khi người ta mà cái như là bạc phước người ta ra đi sớm đó, bả không có lấy một cái chi mà thể hiện một cái sự mà thương tiếc à. Mà bà nói thằng con trai của bà đó, bây giờ chị nuôi của mày nó chết rồi thì ai là người gửi tiền cho tao tiêu. Phũ phàng như vậy đó quý vị à, vô lương tri rồi đấy đó. Thì tôi hỏi quý bà con, mạnh thường quân nào mà cho tiền bà, tôi nghĩ cũng đầm số phận thôi à, còn tiền cho bà còn vui cười. Còn tiền cho bà đó, bà còn cái như là à, nhắc tên chút à, còn khi mà không có tiền cho bà thì bà cũng chẳng xem ra gì đâu. À, cho nên khuyên cộng đồng mạng đã khuyên tất cả các mạnh thường quân, nhất là bà Nam Gỡ đó à, cũng phải nên là tỉnh táo trong cái sự việc của bà Út Gà này à, phải tỉnh táo, hết sức tỉnh táo. Bà lưu manh mà thấy sợ luôn đó quý vị, nói thiệt bà lưu manh thấy sợ luôn. Bà cười cái giọng cười là quá giả trăng, bà cười mà bà còn không có một cái chi mà nó sự ngượng ngùng à, ngày xưa chim sâu dìa với bà là hai bàn tay trắng. À, cũng là nhờ tình thương của cộng đồng mạng, người ta cho nhà, cho cửa, cho tất cả mọi cái, bà cũng đuối giúp sâu đi một cách không thương tiếc à. Đến bây giờ đó, cộng đồng mạng mấy ngày về qua rồi cũng là đặt rất nhiều dấu hỏi sao đó quý vị. Rồi bây giờ bà cũng cảm thấy là nó nhột nhột cái lương tri à, nhột nhột lương tri. Rồi bà bảo rằng như là à, chim sâu nó thế này thế nọ, bà lại đi khen chim sâu nữa chứ. À, một trong những cái lời khen nó giả trăng, một trong những lời khen nó giả trăng ngay vậy đó, bà vẫn là cái như là à, cũng lên trên mạng. Bà đây là một trong những người tôi nói là diễn viên là thứ thiệt đó à. Diễn sao miễn sao có người cho tiền bà là bà diễn, có người cho tiền bà là muốn bà diễn sao bà diễn vậy thôi à.